và đơn giản hóa nghĩa là gì? Và đơn giản hóa nghĩa là trên thực tế nó vẫn tồn tại. Mà trên thực tế nó vẫn tồn tại thì chúng ta biết là trên thực tế nó có hàng trăm, hàng nghìn cách thực hiện khác nhau trên thực tế. Và do đó cho nên là cái việc thực hiện trên thực tế theo tôi nó cũng không mang lại tác động đặc biệt bao nhiêu. Tuy nhiên cái đợt 2018 ít nhất nó tạo ra một mức độ nào đó có tác động của một số ngành, mà ở ngành đó có cái sự cắt đúng cái cách nghĩa của nó và tạo ra được một cái niềm tin. Cái niềm tin rất quan trọng trong thị trường, tạo ra một niềm tin rằng là chính phủ chúng ta đang thực hiện cải cách mạnh mẽ, cải thiện môi trường kinh doanh, và từ đấy thế là thúc đẩy cái đầu tư. Còn nếu mà nói thực chất là bao nhiêu thì có lẽ tại thời điểm này tôi nghĩ rằng chưa ai đánh giá được, và cũng rất khó đánh giá. Vì đánh giá theo mức độ nào, đánh giá theo mục tiêu, và đánh giá hoặc là đánh giá theo tác động của mỗi doanh nghiệp thì chúng ta phải có một cái đường cơ sở trước cắt giảm nó là gì, sau cắt giảm nó là gì.